Chào cả nhà, hôm nay phim 4G xin giới thiệu cả nhà bộ phim tình cảm đam mỹ của Hàn Quốc với tựa đề Star Trek tập 4. Sau khi được thằng bạn cờ hó cột dây giày cho, Seo Han Jun cứ chẳng chọc thâu đêm suốt sáng mà không ngủ được, nhớ về kỷ niệm ngày xưa của hai đứa. Sáng hôm sau, Seo Han Jun quên bẳng là mình có cuộc hẹn với thằng Jo Joo Jae nên vẫn đi học như mọi hôm. Nhận được tin nhắn của thằng bạn thân, Seo Han Jun hết hồn, ba chân bốn cẳng mà chạy qua gặp Jo Joo Jae. Vì quá gắn sức, Seo Han Jun đến nơi thì ho nhẹ, sợ thằng bạn thân bị bệnh, thằng Jo Joo Jae liền lấy áo khoác da cừu của nó khoác lên người Seo Han Jun cho đỡ lạnh. Trông hai thằng rất ư là tình cảm. Tối đến, Seo Han Jun rủ cả đám bạn thân cùng nhau đến đốt pháo sáng ước nguyện sẽ cùng nhau đậu đại học. Thằng Jo Joo Jae thừa cơ hội rủ Seo Han Jun đậu đại học, hai đứa sẽ đi du lịch cùng nhau mỗi năm, chỉ hai đứa đi thôi. Hai anh chàng bàn đi chơi rất hăng say, thằng Jo Joo Jae rủ năm sau đi Busan, năm tới sẽ đi New Zealand chơi vì ở đó có chim cánh cụt. Seo Han Jun cũng không vừa nói mình đi đâu cũng được, miễn là đi chung với cậu là tới vui rồi. Nói xong thì cả hai nhìn nhau mà mỉm cười, coi bộ không bao lâu cặp đôi này chính thức tỏ tình yêu nhau cho mà coi. Cuối cùng thì cả hai cũng cùng nhau đốt pháo sáng, cả hai cùng tuyên thệ cùng nhau đến New Zealand xem chim cánh cụt. Ngày mai là ngày thi đại học chính thức, Jo Joo Jae hái một chiếc lá bạch quả để tặng cho thằng bạn thân với mong muốn những điều may mắn sẽ đến với Seo Han Jun trong kỳ thi này. Seo Han Jun không nói gì, chỉ nhìn chiếc lá bạch quả mà cười thầm trong bụng. Để đáp lại tấm chân tình của thằng bạn cờ hó, Seo Han Jun vội lấy trong túi một hộp sô-cô-la hình trái tim tặng cho thằng Jo Joo Jae mới ghê. À thì ra hộp sô-cô-la gói giấy vàng đó được người Hàn tặng trong ngày thi cử với mong muốn sẽ đổ đại học và tên được ghi trên bảng vàng. Thằng Jo Joo Jae được tặng quà thì xấu hổ vì nó không có quà gì hết, chỉ tặng một chiếc lá vô giá trị cho Seo Han Jun mà thôi. Và rồi kỳ thi Đại học Quốc gia Đại Hàn Dân Quốc năm 2023 chính thức bắt đầu. Cả Seo Han Jun và Jo Joo Jae đều hăng hái làm bài hết sức có thể để năm sau có thể dọn ra ở riêng cùng nhau. Seo Han Jun về nhà tính điểm thi thì rất háo hức, tính sơ sơ cũng được 8 đến 9 điểm. Đang háo hức thì thằng Jo Joo Jae điện thoại tới đòi qua nhà gặp. Seo Han Jun đang vui nên kêu thằng Jo Joo Jae cứ qua. Sực nhớ mình đang ở khu ổ chuột, Seo Han Jun vội chạy ra thì thằng Jo Joo Jae đã đến. Thằng Jo Joo Jae tức lắm vì Seo Han Jun dọn nhà đến khu ổ chuột mà không báo cho mình biết. Trong khi bữa trước nó không báo vụ chuyển nhà thì Seo Han Jun làm hùng làm hổ, tán nó một bạt tai. Thằng Jo Joo Jae chửi Seo Han Jun nghèo mà bày đặc sĩ diện, không có tiền ăn còn mua sô-cô-la đắt tiền tặng nó. Nói xong nó cầm hộp sô-cô-la mà ném thẳng xuống đất, trong sự ngơ ngác của Seo Han Jun. Seo Han Jun cúi người lượm từng viên sô-cô-la mà bỏ lại vào hộp, rồi đứng dậy nói thẳng, tớ nhịn đói để mua sô-cô-la cho cậu không phải là vì sĩ diện mà là vì tớ thích cậu. Jo Joo Jae nghe xong thì ngơ ngác không thốt nên lời. Thấy thằng Jo Joo Jae cờ hó còn chưa hiểu, Seo Han Jun la lớn lên là tớ muốn hẹn hò với cậu. Nghe xong thì thằng Jo Joo Jae đơ như cây cơ, vì chưa thích nghi với chuyện chơi BD của thằng bạn thân, thằng Jo Joo Jae vội bỏ đi về trong sự đau lòng của Seo Han Jun. Tập 4 phim Star Trek đã hết. Mọi người nhớ like và theo dõi kênh để đón xem review tiếp các tập tiếp theo nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!